Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã đến với game vlog số 67 trên channel của mình và mình là Namat nhá. Nếu đã từng chơi qua PUBG, bạn sẽ thấy bộ sưu tập vũ khí trong tựa game này khá ưu tiên cho dòng súng trường tấn công AR với rất nhiều mẫu mã. Đi kèm với đó là sự ổn định cũng như có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau trong từng điều kiện địa hình khác nhau. Tuy nhiên, dù có bá đạo đến đâu, việc sử dụng chúng để bắn ở tầm xa, đối đầu với những khẩu súng bắn tỉa thực thụ như K98 hay M24 luôn là một canh bạc, mà ở đó bạn là người thất thế hơn rất nhiều về mặt sát thương. Vậy nên dòng súng trường thiện xạ DMR đã ra đời nhằm bù đắp cho điểm yếu chết người này, giúp các xạ thủ có khả năng đối chọi tốt hơn cùng hỏa lực mạnh mẽ hơn mà vẫn duy trì được số lượng đạn vượt trội so với dòng sniper chuyên dụng. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về lịch sử phát triển cũng như ra đời của bộ 7 vũ khí DMR đang có mặt trong PUBG ở thời điểm hiện tại để xem lý do vì sao chúng lại được anh em yêu thích nhá. Cùng mình khám phá ngay thôi. Let's go! Như mình đã nói ở trên, DMR đầy đủ là Designated Marksman Rifle, còn gọi là súng trường thiện xạ, thường được dùng với mục đích lấp đầy khoảng cách giữa bộ binh và lính bắn tỉa chuyên dụng. Như anh em đã biết, những lính bắn tỉa thường phải ở rất xa với nhiệm vụ báo cáo thông tin cũng như hỗ trợ tiêu diệt kẻ thù nguy hiểm. Đây chính là đơn vị cứu cánh cho bộ binh thông thường. Vấn đề phát sinh khi mà không phải lúc nào sniper cũng có thể hỗ trợ ngay và chính xác cho team giáp lá cả, mà phạm vi 300-600m lại là quá sức với súng trường bộ binh. Thế là những Marksman ra đời nhằm hỗ trợ nhanh hơn và tính cơ động cao hơn. Một số ví dụ cụ thể nhất về dòng súng này anh em có thể gặp từ những mẫu cổ như FN-Phone hay HKG3, vốn đã được đồn thổi sẽ sớm có mặt trong PUBG như một vũ khí DMR mới, cho tới MK12 SPR, một súng trường thiện xạ mới nhất có mặt trong PUBG Mobile. Mẫu súng ra đời từ năm 2002 với tên gọi đầy đủ MK12 Special Purpose Rifle, mang quốc tịch Mỹ, được sử dụng cho lực lượng hải quân cũng như quân đội Hoa Kỳ. Đây là vũ khí được cải tiến từ M16, sử dụng đạn chuẩn NATO 5.56x45mm với mục đích bắn xa hơn M4 carbine nhưng kém hơn SR25. Tuy mang tên gọi na ná ông chủ mù mắt MK14, thế nhưng sát thương không ấn tượng cùng ngoại hình y chang M416 có thêm chân trống đã khiến cho MK12 không thực sự tỏ ra là nổi trội, dù đã tạo nên cơn sốt tại bản đồ Livic trong thời điểm mới ra mắt. Khẩu súng trông rất là bán căng, báng súng giống M16 lại giống cả phần ốp tay cầm của M4 carbine và chân trống thì khá giống của KBU, nhanh chóng bị thay thế bởi SCAR MK17 từ năm 2011, y như cái cách mà MK12 vụt sáng rồi lại tắt ngóm khi chưa vượt qua được những đàn anh đi trước, với lối bắn đơn mục tiêu thậm chí còn kém hơn cả MK47 Newton có hỗ trợ thêm cả điểm xạ. Người Trung Quốc nhất định sẽ không vui khi mà niềm tự hào của họ, KBU-88 thường xuyên bị ghẻ lạnh trong chiến trường sinh tử PUBG. Ra đời sau áp lực của cuộc chiến tranh Trung Việt năm 1979, mãi tới năm 1997 thì KBU-88 mới chính thức được công bố với một kết cấu khá gồng cảnh và nặng nề so với súng trường thông thường, nhưng lại đáp ứng được nhu cầu bắn hỗ trợ bộ binh của dòng DMR nói chung. KBU sử dụng cỡ đạn 5.8x42mm độc quyền nhưng vẫn có thể bắn trung đạn của KBZ-95 với cùng kích cỡ. Thế nhưng khi được đưa vào PUBG thì cả hai vũ khí tới từ Trung Hoa này đều dùng đạn 5.56x45 tương tự như đàn em KBZ-97. Dù hơi bị phi logic một tí nhưng hãy tạm bỏ qua điều đó. KBU chính là vũ khí DMR đạn xanh mạnh nhất PUBG hiện tại với sát thương 48 và độ giật thì không quá lớn. Đã vậy lại hỗ trợ chân chống đứng giúp giảm độ giật tới 60% ở tư thế nằm. Cùng với giảm thanh ở đầu nòng thì KBU thực sự là đáng sợ tại bản đồ toàn bé na như là san hốc. Tuy nhiên để mà ẩn thân chi thuật thì chúng ta không thể không kể đến vũ khí ra đời dù là chưa quá lâu nhưng đã trở thành huyền thoại trong rất nhiều những game bắn súng góc nhìn thứ nhất, đó chính là VSS Vintores.
khác hoàn toàn với anh bạn tới từ Trung Hoa đầy to mồm khi không có giảm thanh. VSS ngay từ ngày xuất xưởng đã được đính kèm một nòng giảm thanh giúp tăng độ chính xác cũng như giảm khả năng bị phát hiện bởi kẻ thù. Bạn có thể tháo ra để bảo dưỡng, tuy nhiên trong PUBG thì thứ mà bạn tháo lắp được chỉ đơn giản là băng đạn thêm và checkpad giúp tăng thêm độ ổn định mà thôi. Với 10 viên đạn mặc định sát thương 41, VSS đôi khi khiến cho người chơi gặp khó nếu như aim đầu không tốt, và với 20 viên thì vũ khí này vẫn rất yếu nếu như chỉ bắn trúng tay và chân. Đã vậy thì độ rớt đạn của VSS còn thuộc dạng siêu to khổng lồ. Vừa mới bắn là đã có thể thấy đường đạn nó rớt ngay khi nhìn qua ống ngắm X4 có sẵn, nên phạm vi tối đa mà nó có thể làm khó được kẻ thù sẽ chỉ là 300m trở xuống mà thôi. Bù lại thì âm thanh phát ra từ VSS sẽ khiến cho kẻ địch vô cùng khó chịu, mất nhiều thời gian để tìm kiếm, và còn gì tuyệt vời hơn cho một chú rắn săn mồi bằng VSS được anh em nhỉ? Huyền thoại CKC tất nhiên là không thể nào thiếu trong danh sách này được. Ra đời năm 1945, cho tới nay, CKC đã bán được tới 15 triệu bản trên toàn thế giới và có rất nhiều phiên bản khác nhau kể từ ngày đó. Nào là Thai 56 của Trung Quốc, SKS tới từ xứ Opa, Romania SKS và Việt Nam ta cũng là một trong những quốc gia sử dụng vũ khí này rất nhiều. Sử dụng cỡ đạn 7.62x39mm M43, SKS có sơ tốc đầu nòng đạt 735m/giây cùng tầm bắn hiệu quả 400m và tối đa 1000m cho PUBG đã khiến cho SKS được rất nhiều game thủ yêu thích. Dẫu vậy thì điểm yếu cố hữu chỉ có 10 viên đạn mặc định cùng sát thương phần bụng là 53 đã khiến cho SKS dần out meta trên bản PC. Nhưng trên di động thì SKS vẫn cứ đạt làm chùm táp liên thanh với độ êm tuyệt vời. Ngoài đời thì SKS được đính kèm thêm lưỡi lê ở phần đầu giúp tăng khả năng cận chiến khi hết đạn. Và nếu như tính năng này được đưa vào PUBG sẽ cực kỳ tuyệt vời luôn anh em ạ. Dù rằng ở thời kỳ này, M46 trên bản PC không còn bá đạo do là bị nếp đam quá nhiều, trong khi AK không thực sự là ổn định, đã khiến cho các game thủ dần chuyển sang sử dụng Barrel M762, khiến cho nhu cầu sử dụng thêm một khẩu bắn tỉa cùng loại đạn tăng lên, trực tiếp ảnh hưởng tới những vũ khí đạn 5.56mm, nhưng với Mini 14 thì tình hình không có nhiều thay đổi cho lắm. Nó vẫn cứ là vũ khí bắn tỉa đạn xanh tốt nhất cho PUBG cho việc tapping do độ giật thì không lớn, độ chính xác thì lại cao, và sát thương 46 cũng đã phần nào thỏa mãn được anh em. Dẫu vậy thì bạn sẽ vẫn cần 3 viên mini để nốc được kẻ thù mũ 3. Lợi thế khi mà đối diện với những K98 hay AWM sẽ vẫn bị hạn chế, nên anh em cần phải cẩn trọng khi sử dụng. Nó sẽ phát huy tác dụng rất là nhiều khi anh em cùng nhau khai hỏa vào một mục tiêu cố định hơn là solo queue để đọ tay với kẻ địch. Nhất là khi mini 14 sở hữu từ 20 cho đến tối đa tận 30 viên cho một băng mới cần phải thay đạn, nhiều nhất dòng DMR cho tới thời điểm hiện tại. Một trong những combo phá đảo thế giới ảo PUBG PC hiện tại từ giải đấu cho tới rank chính là Barrel M762 cùng SLR. Sở hữu uy lực mạnh mẽ lên tới 58, vượt xa SKS trong khi độ giật dọc đơn lẻ lại có phần thấp hơn qua game vlog trước đây mình đã từng làm. Điều mà bạn cần đó chính là một cái đầu lạnh và kinh nghiệm để bắn chính xác từng viên một, do lượng đạn là không khá khẩm hơn SKS tí nào, cùng thời gian hồi tâm lại lâu hơn nữa sẽ khiến cho những phát bắn liên thanh bị giảm đi độ chính xác. Vũ khí này có tuổi đời là khá già. Từ năm 1954 cho tới nay, dĩ nhiên cũng đã từng xuất hiện trong chiến tranh tại Việt Nam, được sử dụng nhiều bởi binh lính Úc, khá to và dài, 1.143mm và nặng tới 4.3kg cùng sơ tốc đầu nòng 840m/giây và khoảng cách bắn hiệu quả xa hơn gấp rưỡi đã chứng minh được độ hiệu quả của vũ khí này khi đối đầu với kẻ thù nguy hiểm. Vị trí top 1 ngày hôm nay thì không quá khó đoán với nhiều anh em đam mê bộ môn cầm đèn chạy trước ô tô. Đó chính là MK14, hay còn gọi với các cụm từ như là MK14X8, MK14X15, MK14 không giật và vài cái tên mà mình không tiện nói ra đây. Anh em có thể tự điền nhá. Với sát thương trung bình phần bụng lên tới 61 và tới tận 70 phần ngực, MK14 tỏ ra là quá sức áp đảo so với phần còn lại của dòng DMR và AR. Thậm chí là solo tay đôi với MK14 ở tầm xa cũng thực sự là khó chứ đừng nói tới tầm gần, khi mà vũ khí này lại có khả năng xấy tự động hoàn toàn, tương tự như là VSS Vintorex. Không hề quá lời khi mà nói rằng MK14 không khác gì một khẩu K98 biết xấy. Tất nhiên đi kèm với những cái thông số sát thương trên trời ấy là độ giật cũng trên cùng trăng không kém. Xếp hàng top trong PUBG chỉ sau F12K mà thôi. Số lượng đạn một băng cũng đã bị hạn chế, mặc định chỉ là 10 viên và tối đa là 20 viên với băng đạn mở rộng cùng tốc độ xả đạn 667 viên trên phút sẽ tiến kẻ thù lên bảng đếm số với tốc độ siêu nhanh, nhưng cũng có thể sẽ chính là bạn nếu như aim không chính xác. Đã thế thì MK14 lại hỗ trợ tất cả mọi loại scope,
từ Holo Red Dot cho tới X8 trên mobile và tận lấy X15 trên PC sẽ khiến cho đồng đội phải đau mắt mỗi khi có người quyết định sấy với combo này. Lời khuyên cho anh em đó là ngồi hoặc nằm để giúp độ giật giảm 40-60% ở những cái vũ khí có chân chống tựa như là MK M4 nhá. Và đó cũng chính là những cái lý do khiến cho MK14 dù cực kỳ khó kiểm soát vẫn chiếm được thiện cảm của 64% anh em trong bài khảo sát vừa qua trên kênh của mình. Với tổng cộng 16.000 lượt bình chọn, Mini 14 chính là người về thứ hai với 13%, trong khi về thứ ba sẽ chính là SLR. SKS dẫu được nhiều anh em yêu thích nhưng lại chỉ có 10% lượt bình chọn và Weibo Gun chỉ đạt được 2% mà thôi. Do YouTube chỉ có 5 sự lựa chọn thế nên sẽ thiếu đi MK12 và VSS, nhưng điều đó cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều tới kết quả chung cuộc vì tỷ lệ sử dụng thông thường của hai vũ khí kia cũng là rất thấp. Chung quy lại với dòng DMR, mạnh mẽ chính là yếu tố tiên quyết giúp anh em tin tưởng vào mẫu súng đó, bên cạnh độ phổ biến và lượng đạn dồi dào. Thông qua các giải đấu chuyên nghiệp và bán chuyên, điều này đã được kiểm chứng, thế nên anh em có thể yên tâm vào sự lựa chọn của mình nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi game vlog ngày hôm nay. Chúc anh em một ngày tốt lành và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các video mới nhất trên channel của mình nhé. See ya!